tận mắt chứng kiến những cây xưa hơn 100 năm tuổi tại bên trong của ngôi đền thờ Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Thì các bạn đang nhìn thấy là những cây ở xung quanh tôi đây mà có những cái rào sắt này thì đều là những cây xưa mà thuộc hàng là xưa đỏ. Và các bác cũng nhìn thấy là cả một cái vòng tay của tôi ôm như thế này không thể hết được những cây xưa này. Thì tôi có trao đổi và hỏi cái bác quản lý ở đây thì bác có chia sẻ là những cây xưa này đã có tuổi đời cơ bản là từ 90 tuổi cho đến hơn 100 tuổi trở ra. Và hơn 100 tuổi thì chúng ta cũng nhìn thấy nó là cả một cái chứng tích của lịch sử, nó là cả một câu chuyện rất là dài. Tuy nhiên thì so với những cái câu chuyện ở trong truyền thuyết thì 100 năm chưa là gì cả. Nhưng ít nhất tồn tại ở đây vẫn còn có cả những cái chứng tích của lịch sử hàng trăm năm như vậy. Đây là cây xưa mà to nhất ở trong quần thể những cái cây gỗ xưa của đền thờ Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Các bạn nhìn thấy có lẽ là khoảng độ tầm hơn 2 người như em ôm mới hết được cái gốc cây này. Và đứng trước cái cây hơn 100 năm lịch sử này thì mới thấy sức sống của cụ xưa này là rất lớn các bác nhé.